Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh video ăn uống và múc bang của Phú Nha. Hôm nay thì Phú mời mọi người cùng ăn bánh cam với Phú Nha. Phú thấy mọi người đề xuất cho Phú ăn cái món bánh này rất 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 là nhiều luôn mọi người. Và cũng rất 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 là lâu rồi. Hôm nay Phú mới mua về ăn đây. Ở đây Phú có 3 loại nha mọi người. Phú, cái này Phú tạm gọi là bánh cam đường nâu nha. Còn cái này là bánh cam đường trắng. Cái này thì dạng như bánh cam vòng, hình giống cái bánh donut vậy đó mọi người. Còn bên đây Phú có ba cái bánh chuối chiên nha. Không nói nhiều nữa, Phú mời mọi người ăn và cùng trò chuyện Phú nha. Nên là Phú uống là Pepsi vị chanh không calo nha. Cái bánh cam đường nâu trước nha mọi người. Mời mọi người. Lớp đường ở trên nó ngọt, nó giòn mọi người. Vỏ bánh cũng giòn và nó có độ dai bùi bùi của cái nhân trầu xanh nha mọi người. Ăn chung hạt mè thì nó thơm nữa. Ăn qua tới cái đường trắng nha. Cái đường nó tan ra trong miệng mà. Vỏ bánh thì bên ngoài nó giòn, phần bên trong nó bột thì nó dai dai dễ dẻo mọi người. Đậu xanh thì bùi bùi nữa. Thôi ăn qua chuối chiên nha. Vỏ bánh giòn, thơm mọi người. Chuối ở bên trong ngọt ngọt.
nóng nha. Phú mua về cũng sớm nha mọi người. Sau đó Phú bỏ vô nồi chiên không dầu để Phú quay lại trước khi Phú lên đây Phú múc bang á, cho nên bây giờ nó còn nóng. Phú chỉ bỏ vô nồi chiên không dầu có cái bánh này thôi nha mọi người, hai ba cái này thì Phú không có bỏ vô. Chiên bạc chiên lại bằng nồi chiên không dầu á, nó vừa nóng vừa giòn, giảm được cái độ dầu nữa mọi người. Ăn qua tới cái bánh cam donut nha mọi người. Cái vỏ bánh bên trong mọi người nó dẻo, lớp bên ngoài á thì chiên giòn luôn. Phủ bên trên là mè mọi người, ăn nó thơm. Nhưng mà bánh này nó không có nhân nên Phú không có thích. Nhưng mà mua có 2 cái mọi người. Đồng giá là 5.000 cho mỗi cái bánh bên đây nha mọi người. Phú mua 4 cái này à. 4 cái này với 2 cái này. Là 10 cái là 50.000 nha mọi người. Còn cái bên đây là 8.000 một cái. Phú mua 3 cái là 24.000. Năm mươi với 24 tổng cộng là 74.000 cho cái mâm ăn ngon. Bánh cam với lại bánh chuối chiên của Phú nha. Mọi người thấy bên trong á, cái vỏ bên trong nó dẻo.
Phú thì Phú thích ăn hai cái bánh này hơn mọi người, tại vì nó có nhân. Phú thích ăn mấy cái bánh nào mà có nhân á mọi người. Ăn cái bánh ở bên đây mọi người, cái đường nó tan tan ra trong miệng làm Phú nhớ tới một cái bánh tuổi thơ này, nó mà Phú quên mất tiêu rồi mọi người. Bánh này hồi nhỏ gì học lúc cấp 1, cấp 2 mẹ Phú hay mua cho Phú ăn lắm, mua có một cái à mà ăn buổi sáng ăn no tới trưa luôn á, nó nạo ngay. Nhưng mà hồi xưa mình có nhớ một cái bánh canh nó bự lắm luôn rồi, không biết chỗ mọi người thế nào nhưng mà ở chỗ Phú á hồi xưa người ta bán một cái bánh canh nó bự lắm, bây giờ là nó đã bị teo lại đó mọi người. Hay là tại do hồi xưa Phú còn nhỏ nên Phú nhìn thấy cái bánh nó bự thì Phú không biết. Nhưng mà hồi xưa mẹ Phú cũng hay mua cho Phú ăn. Nó vừa rẻ vừa tiện mọi người. Phú thấy có nhiều comment đó kêu Phú ăn bánh cam rất là nhiều luôn, và comment cũng rất rất là lâu luôn á mọi người. Đứa này cũng mới đi mua. Hôm nay Phú tự thân vận động Phú đi mua mọi người, không có order về, tự xách xe ra đi mua. Thì thường ở dưới Phú á bán món này toàn mấy cái cô chú lớn lớn mà. Đẩy xe đẩy gánh đi bán, là không thì là ngồi một chỗ cố định. Chỗ này Phú mua là ở đường Nguyễn An Ninh, những bạn mà cùng quê Phú chắc biết con đường này nè, bán rất là nhiều loại đồ ăn vặt luôn. Cô này là ở đầu đường đi vô chút xíu là tới, mọi người thấy cô cũng lớn tuổi rồi.
kế bên cái chỗ này mọi người có bán, có một cái cô khác cô bán bằng bánh bao chiên, bánh tiêu với cháo quẩy hay gì vậy mọi người. Để hôm nào Phúc làm tiếp á, Phúc chạy ra Phúc mua Phúc ăn nha. Hôm nay Phúc ăn sớm rồi, giờ mới có hơn 10 giờ thôi à. Ngày sáng nay Phúc phòng đi công việc á, về sớm 7 giờ, đi tới 8 giờ là làm đi xong rồi mọi người. Thế mới suy nghĩ đến cái món bánh cam này là đang sẵn ngoài đường, nên là Phúc xách xe Phúc đi mua luôn. Một cái cái bánh chú chiên này là 8.000 nha mọi người, thì Phúc thấy cũng rẻ nha mọi người. Phúc thấy quê Phúc bán đồ ăn ok la ghê luôn á, từ giá tiền cho đến chất lượng. Phúc tính mua luôn cả khoai lang chiên nữa mọi người, nhưng mà hết rồi, cô bán hết rồi, hết sớm ghê luôn á, mới có 9 giờ sáng hết rồi. Ăn cái này cái đường nó tan nha mọi người, nhưng mà cái vị đường rất là ngon, mặn, có cái vị mặn mặn nhẹ nhẹ trong đó nữa. Hôm nay thì múp ban sớm mọi người, mới 10 giờ Phú đã ăn rồi. Một bữa là tới 12 giờ trưa Phú mới ăn mọi người. Một số bạn hỏi Phú là quay như vậy nè, là quay thời điểm nào trong ngày, thì Phú nói là Phú trả lời là 12 giờ trưa nha mọi người. Nhiều bạn hỏi là quay vào thời điểm nào trong ngày á, Phú thường hay quay video vào 12 giờ trưa nha mọi người, tầm 11, 12 đến 1 giờ chiều, một giờ trưa là thời điểm mà Phú hay quay video á. Hôm nay thì quay hơi sớm, 10 giờ. Ăn sáng kiểu này chất lượng ghê mà, no tới chiều luôn. Có nhiều bạn hỏi á, ăn xong cái bún múc ban này nè, rồi Phú còn ăn nữa không? Là không nha mọi người, no, no tới trưa chiều luôn. Khi mà Phú muốn giữ cân á, thì Phú sẽ sử dụng là nhịn ăn nha mọi người. Là mọi người hỏi Phú làm nhịn ăn 24-1, 23-1 đúng không? Thì là đúng nha mọi người. Tức là những cái lúc giữ cân là Phú chỉ ăn có một bữa múc ban này thôi nha mọi người.
Đối với những cái video mà quay 2 ngày liên tiếp á, thứ bảy và chủ nhật, thì Phước sẽ sử dụng phương pháp là mình ăn 23-1 đó, giống mọi người nói vậy đó, là chỉ ăn một bữa trong ngày thôi. Còn những lúc mà Phú không cần giữ cân của mọi người thì nếu mà Phú đói Phú sẽ ăn tiếp mọi người, chứ Phú không có nhịn. Là giống hiện tại mọi người, hiện tại Phú không có giữ cân nha, đang lên ký nên là Phú vẫn ăn uống bình thường. Khi nào mà muốn giữ cân thôi thì Phú mới áp dụng cái phương pháp là nhịn ăn gián đoạn. Ngọt quá chịu không nổi luôn mọi người, hai cái đường trên hai cái loại bánh này nó ngọt làm cho Phú không ăn nổi luôn á mọi người. Phú thích ăn ngọt thiệt nhưng mà Phú không thích ăn đường ngọt nha mọi người, ăn thích ăn đường ngọt thôi. Còn đường nhiều quá Phú cũng không thích ăn nữa, cho nên là chắc mà mọi người ăn miếng cuối cùng Phú luôn nha. Hai cái này để chiều Phú bỏ vô nồi chiên không dầu, Phú quay lại Phú ăn. Mà mùng âm ý cuối cùng với nhau. Phước cũng đã ăn xong rồi, sorry mọi người, Phước đã không ăn hết đoạn trong video ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.